Minh Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2017, đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng hôm nay gồm có phần 1 là phỏng vấn đặc biệt tiến sĩ Trần Văn Hải nhằm tìm hiểu kết quả sau chuyến thăm châu Á đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong phần 2, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin tổng kết tài chánh tuần qua. Để mở đầu chương trình, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 1 của buổi phỏng vấn tiến sĩ Trần Văn Hải do Võ Thành Nhân thực hiện. Những phần tiếp theo của buổi phỏng vấn sẽ được lần lượt phát hình vào sáng thứ Ba và thứ Tư vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn trong chương trình Good Morning Washington DC. Kính mời quý vị đón theo dõi. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui trở lại với tiến sĩ Trần Văn Hải. Quý vị cũng biết rằng tiến sĩ Trần Văn Hải là giám đốc kiểm toán về điện toán và viễn thông tại cơ quan kiểm toán trung ương thuộc Quốc hội Hoa Kỳ. Khi mà tiến sĩ Hải nhận định thì có những cái nhận định của tiến sĩ Hải nó liên quan tới vấn đề kiến thức và những cái vấn đề mà có liên quan tới một số những cái chính sách của Hoa Kỳ dựa theo cái sự hiểu biết của tiến sĩ Hải. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp xúc để mà chúng tôi tìm hiểu về cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump ở tại Á Châu vừa rồi. Trước hết, xin được kính chào tiến sĩ Trần Văn Hải. Xin kính chào quý vị khán thính giả chương trình SPTN và chào anh Võ Thành Nhân. Khi mà chúng ta nói cái chuyến đi của ông Tổng thống Trump về Á Châu vừa rồi đó, nó có nhiều chuyện để mà bàn lắm và rất là nhiều báo chí từ các báo tiếng Việt đến những cái đài hoặc là những cái chương trình phát thanh của BBC, Á Châu Tự Do, AFI hay là những cái đài Reuters hay là những nhà bình luận ngay cả về vấn đề kinh tế và chính trị. Họ nói rất là nhiều, nhưng mà theo anh cái nhận định chung của anh á, chuyến đi của ông Trump vừa rồi về Asia đó, thì cái thành quả nó như thế nào đối với lại người dân Hoa Kỳ và đối với đất nước Hoa Kỳ? Cái vai trò của nước Mỹ nó đã thay đổi sau khi ông Trump lên làm tổng thống chỉ một năm trước đây. Có nghĩa là tất cả dư luận chú thế giới ở Trung Đông cũng như là ở châu Âu cũng như là bây giờ là Á Châu thì họ đều theo dõi và các chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đã được tiếp đón rất là trọng thể và có thể nói đây là tuy rằng là về mặt hình thức nhưng mà đây là một sự thay đổi một trời một vực so với cái người tiền nhiệm của ông. Nếu chúng ta nhớ không lầm thì cái việc đối xử của Trung Cộng đối với Tổng thống Obama đã gây ra một nỗi bất bình rất lớn ở trong cái dân chúng Hoa Kỳ bởi vì người ta cho rằng là cái quốc thể của Hoa Kỳ đã bị sỉ nhục khi ông Obama không được đối xử tử tế ở phi trường Bắc Kinh mấy năm trước. Yeah. Nhưng mà khi mà chúng ta nói những cái thành quả của chuyến đi đó, thì trong đó đây là một cái hội nghị chánh là đi APEC, là một cái hội nghị về kinh tế. Đúng. Thì cái thành quả của ông Donald Trump là như thế nào khi mà chúng ta thấy sau khi ông trở về vậy thưa anh? Kết quả về kinh tế thì nói chung đó là chỉ một phần thôi. Cái chuyến đi này của ông Trump thì mục đích chính tức là để khẳng định lại cái vai trò của Mỹ ở cái khu vực mà bây giờ chính quyền Trump gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương, Indo-Pacific. Bởi vì trong cái thời gian tranh cử cũng như là trong những lần phát biểu về chính sách ngoại giao thì lúc nào ông Trump cũng đề khẳng định rằng là ông sẽ đặt quyền lợi của nước Mỹ trước và người ta có một cái cảm nhận sai lầm rằng có thể là chính sách ngoại giao của ông Trump sẽ là có tính cách cô lập và chỉ nghĩ đến nước Mỹ mà thôi mà không quan tâm đến các cái vùng khác trên thế giới. Thì điều này qua các cái chuyến đi qua Trung Đông cũng như châu Âu và lần này qua Á Châu đã chứng tỏ rõ ràng là tuy rằng phương thức thì nó thay đổi, cái phương pháp hoạt động ngoại giao nó thay đổi, nhưng mà sự hiện diện của Mỹ ở châu Á thì là vẫn tiếp tục và sẽ vững mạnh trong một thời gian rất lâu dài trong tương lai. Yeah. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới cái Á Châu Thái Bình Dương, nó sự thực nó cũng phức tạp lắm. Trung Cộng nằm ở đó, rồi ông Donald Trump muốn offer là sẽ làm cái người trọng tài để mà hòa giải những cái vấn đề xung đột ở tại Biển Đông. Anh thấy vấn đề nó có thật sự nó xảy ra hay không? Nhưng mà cái vấn đề cấp bách bây giờ tức là cái mối đe dọa về nguyên tử cũng như là phi đạn của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên mà chúng ta gọi là Bắc Hàn đó. Thì bởi vì các cái đời tổng thống trước thì tuy là đã có những cái thỏa thuận về cái vấn đề là ngưng cái việc phát triển vũ khí nguyên tử cũng như là phi đạn. Nhưng mà Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên cũng như là Bắc Hàn đó thì họ nhận cái sự giúp đỡ bằng tiền bạc, dầu hỏa, thực phẩm, lương thực. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục nghiên cứu và phát triển cái hệ thống bom nguyên tử cũng như là đầu đạn của họ bằng cách chúng ta thấy là những cái vụ thử liên tục mấy năm nay người ta Bắc Hàn thử liên tục cho nên bây giờ người ta có một cái nhận thấy là cái tầm quan trọng của cái chuyện đó là nó trở thành
đe dọa về an ninh cho không những là đồng minh của Hoa Kỳ ở Á Châu như là Nam Hàn và Nhật, mà có thể là những vùng lãnh thổ ví dụ như Guam hoặc là tiểu bang California là rất gần với cái vùng bên đó. Do đó, ông Trump quyết định là vấn đề Bắc Hàn là phải được giải quyết trong cái nhiệm kỳ của ông, và không để xảy ra cái chuyện gọi là đá cái lon xuống cái đường cho cái người sau làm trách nhiệm nữa, mà bằng cách này hay bằng cách khác thì ông sẽ giải quyết. Ông nói rằng là mọi biện pháp đều được cân nhắc, tức là all options are on the table, có nghĩa là kể cả cái dùng vũ lực bằng quân sự. Nhưng mà cái vấn đề tự do hàng hải Biển Đông. Tự do hàng hải của Biển Đông thì nói thật ra cái vùng đó hiện nay cái sự tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Cộng và 6 nước khác ở trong khối ASEAN thì là nó là cái mối âm ỉ. Nhưng mà chúng ta sẽ bàn tới cái chuyện này sau này. Nhưng mà chính sách của Trung Cộng tức là tìm cách là tách rời các nước ở trong ASEAN và bẻ gãy từng chiếc đũa của cái bao đũa ASEAN. Và chúng ta thấy rằng họ đã thành công khi họ vận động được các nước như là Campuchia và Lào và Thái Lan, hoặc là Mã Lai, thì thật ra là cái tranh chấp của họ thì không lớn lắm. Cho nên sau khi mà Phi Luật Tân là quay đầu trở lại hòa hoãn với Trung Cộng thì nói thật ra bây giờ thì người ta chỉ nghĩ rằng là sự trung đột là chỉ giữa Việt Nam với Trung Cộng mà thôi. Nhưng mà chúng ta không biết là thực chất của cuộc xung đột là như thế nào. Thành ra là khi mà Tổng thống Donald Trump mà đề nghị là nếu cần thì ông ta có thể làm người hòa giải và thương thuyết dùng là tạo cái điều kiện để cho cái thương thuyết giữa Việt Nam và Trung Cộng thì đây là phải nói là một cái nước cờ rất cao của ông Trump, là bởi vì chúng ta thấy trước đây đến giờ là Trung Cộng luôn luôn là phản đối cái việc mà người ta nói là một cái nước xa ở xa không có được dính dáng gì đến Biển Đông, không có muốn là sò tay vào hoặc là nhúng mũi vào. Nhưng mà bây giờ nếu mà ông Trump là đề nghị nếu mà hai bên có xung khắc thì tôi làm hòa giải, thì có nghĩa là cái nỗ lực hòa giải phải là được chấp nhận chứ tại sao là không. Cũng như bên Việt Nam thì thái độ của Việt Nam đối với các cái chủ quyền của các hòn đảo thì làm cho dư luận quốc tế người ta rất là nghi ngờ, bởi vì không giống như là Phi Luật Tân người ta kiện ra tòa quốc tế, cũng như là có những cái thái độ rất mạnh mẽ vì của Nam Dương Indonesia, thì Việt Nam hầu như là rất thụ động. Bất cứ khi nào Trung Cộng làm những cái điều gì xâm chiếm vào chủ quyền của các hòn đảo thì người ta chỉ cho phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ra đọc một cái lời phản đối mà gọi là cũ và sáo mòn, gọi là gì chúng tôi có đủ chứng cứ lịch sử rồi cũng pháp lý là về chủ quyền, nhưng mà rồi không làm gì cả. Ngư dân thì bị giết, tàu thì bị tông chìm, nhưng mà rồi cũng không làm gì hết. Bởi vậy cho nên nếu ông Trump đề nghị như vậy mà Việt Nam từ chối thì người ta phải đặt lại cái vấn đề là Việt Nam có thực sự muốn Hoa Kỳ giúp để bảo vệ cái chủ quyền của Việt lãnh Nam hải và lãnh thổ không? Dạ, xin được cảm ơn Tiến sĩ Trần Quang Hải.